mọi người đều biết đến đồng đô la, biết đến vị thế và giá trị của nó khi đem so sánh với các đồng tiền đương thời. Nhưng để giữ vững được vị thế độc tôn đó, có một nhóm người đằng sau sân khấu đã không từ bất cứ thủ đoạn nào để bảo vệ đồng tiền này. Dưới đôi tay của họ, đồng đô la không chỉ dừng lại là trung gian trao đổi cho hai lực cung cầu, nó còn có chức năng như là một loại thuốc an thần cho nhân loại thế kỷ 21. Thượng đế đã ủy nhiệm cho họ dẫn dắt loài người này, và họ không thể nào làm phụ lòng của ngài. Ngay từ thời kỳ đầu lập quốc, bên trong nước Mỹ đã chứng kiến sự đấu tranh không khoan nhượng giữa một bên đại diện cho tầng lớp lao động, còn một bên đại diện cho tầng lớp thống trị. George Washington, tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ, Thomas Jefferson, kiên quốc phụ, sau này là tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ, Alexander Hamilton, bộ trưởng bộ ngân khối đầu tiên của Hoa Kỳ, Rothschild, gia tộc rất có quyền lực ở châu Âu, hoạt động trong lĩnh vực tài chính. Cuộc chiến tranh 8 năm giành độc lập với Anh đã khiến cho liên bang tăng cường việc in tiền, cụ thể là đồng đô la lục địa. Ban đầu cuộc chiến nổ ra tổng cung tiền là 12 triệu đô, nhưng sau 5 năm, cung tiền tăng lên đến 425 triệu, tăng gấp 3.500%. Dòng lũ tiền chảy ồ ạt mà không được hỗ trợ với nguồn lực kinh tế tương xứng đã tạo nên hiệu ứng lạm phát và mất niềm tin vào đồng tiền giấy lục địa. Vào thời điểm đó, quốc hội không có thẩm quyền đánh thuế và làm như vậy sẽ có nguy cơ xa lánh công chúng Mỹ, vốn đã gây chiến với người Anh về vấn đề thuế bất công. Thời kỳ hậu độc lập, chính phủ non trẻ đã phải gánh trên mình một khoản nợ do trước đó đã phải vay từ các nước châu Âu để chiến tranh với Anh. Nhưng doanh thu từ thuế thì bằng không, thì lấy gì để trả cả gốc lẫn lãi? Tổng thống Washington ngày đêm suy nghĩ trong phương nghìn kế để trả bớt khoản chi tiêu thâm hụt. Alexander Hamilton, bộ trưởng ngân khố Hoa Kỳ lúc này, có mối quan hệ mật thiết với gia tộc Rothschild. Ông rất có năng khiếu về tài chính và kinh tế. Với tầm nhìn xa và tư duy tiến bộ, ông muốn đưa nước Mỹ trở thành một cường quốc công nghiệp trong tương lai. Và để Mỹ phát huy hết tiềm năng, thì trước tiên nó cần vốn, đặc biệt là vốn đầu tư nước ngoài. Hamilton đề xuất với Washington một ý tưởng, đó là thành lập một ngân hàng trung ương tư nhân, kiểu như ngân hàng Anh, nhằm kiểm soát nguồn cung tiền tệ, trả nợ và phát triển kinh tế. Ý tưởng đó ngay lập tức bị dập tắt khi mà trong hiến pháp có nêu chỉ có quốc hội có quyền in và quy định giá trị đồng tiền. Nhưng giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, nếu không thành lập ngân hàng trung ương thì chính phủ sẽ sụp đổ rất nhanh. Thế là tổng thống Washington tạm gác qua tầm nhìn dài hạn để phục vụ cho lợi ích trước mắt. Ông đành phải vi hiến, đặt bút ký trao quyền thành lập ngân hàng trung ương thứ nhất của Mỹ với kỳ hạn hoạt động 20 năm. Vì là một công ty tư nhân nên 70% cổ phần được nắm giữ bởi các cá nhân giàu có, và cổ đông lớn nhất của ngân hàng trung ương thứ nhất là ngân hàng Anh cùng với Rothschild. Thời gian trôi đi, đến lượt Jefferson đắc cử tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ. Jefferson rất quan tâm đến các vấn đề của xã hội. Trái với Hamilton, Jefferson có một tầm nhìn khác về nền Cộng hòa Mỹ. Tầm nhìn của ông về nước Mỹ chủ yếu là một quốc gia của những nông dân nhỏ. Jefferson không thích thành phố và nền công nghiệp sản xuất quy mô lớn. Ông phản đối nợ quốc gia vì ông tin rằng nợ quốc gia về cơ bản là vay mượn trong tương lai, lừa dối các thế hệ tương lai, từ chối chi trả chi phí của hiện tại và để lại cho các thế hệ sau. Jefferson nhìn vào nước Anh, nơi đã trải qua cuộc cách mạng công nghiệp được vài thập kỷ, kinh ngạc trước vẻ xấu xí của thành phố, những ống khói nghi ngút, những căn chung cư nhồi nhét các hộ gia đình nghèo khó làm công ăn lương, những con người đang gặm nhấm những giờ phút khốn khổ trong điều kiện làm việc khủng khiếp. Để nuôi được nền công nghiệp đang trên đà này, thì trước tiên ngân hàng Anh phải là một cỗ máy tạo vốn, và ẩn chứa trong hệ thống tài chính này là sự tham nhũng và sự thâu tóm quyền lực. Ông thấy nền công nghiệp của Anh không tạo ra đức hạnh. Từ tận lương tri, Jefferson không muốn Mỹ sẽ đi vào vết xe đổ của Anh. Jefferson là người soạn thảo bản tuyên ngôn độc lập cho Hoa Kỳ. Vì thế, kinh nghiệm cho ông biết, ông nên ưu tiên việc gì trước tiên, đó là phế bỏ ngân hàng trung ương tư hữu thứ nhất. Vì chừng nào ngân hàng còn không chế việc in tiền, thì họ sẽ tạo ra lạm phát, sau đó là giảm phát để cướp sạch của cải của người dân. Mặc dù điều lệ của ngân hàng mãi đến năm 1811 mới hết hạn, nhưng các cuộc thảo luận về việc gia hạn nó đã bắt đầu sớm hơn nhiều. Năm 1808, các cổ đông ngân hàng yêu cầu quốc hội gia hạn điều lệ. Lúc này, Jefferson vẫn tài nhiệm, với tư cách là tổng thống Hoa Kỳ, ông phủ quyết điều lệ. Đến năm cuối của điều lệ, Hạ viện phủ quyết đề án kéo dài hoạt động kinh doanh của ngân hàng trung ương thứ nhất. Hành động này đã khiến gia tộc Rothschild ở châu Âu nổi trận lôi đình, và cũng chính hành động phủ quyết đề án đã dẫn nước Mỹ đến cuộc chiến tranh 3 năm giữa các nhà tài phiệt Anh và nước Mỹ. Mục đích của các nhà tài phiệt là đánh cho Mỹ sạch tiền và nợ phải chất cao như núi mới thôi. Và thật vậy, nợ chính phủ của Mỹ tăng từ 45 triệu đô lên 127 triệu đô, không cầm cự nổi. Mỹ đành phải nhượng bộ và làm theo mong muốn của các nhà tài phiệt, thành lập ngân hàng trung ương tư hữu thêm một lần nữa. Năm 1815, ngân hàng trung ương thứ hai của Mỹ ra đời dưới sự đề xuất của tổng thống thứ tư James Madison. Ngân hàng trung ương thứ hai có cấu trúc tương tự như ngân hàng trung ương thứ nhất nhưng lớn hơn, với vốn điều lệ là 35 triệu đô la và chính phủ chỉ nắm giữ 1/5 cổ phần. Số cổ phần còn lại được nắm giữ bởi các cá nhân trong nước và nước ngoài. Nó được cấp phép hoạt động 20 năm vì không có kỳ đà càng mũi. Ngân hàng trung ương thứ hai hoạt động thuận lợi ròng rã 11 năm liên tiếp, và đến năm thứ 12, cũng là năm tranh cử tổng thống, có một vị khách không mời mà đến. Ý tưởng của ông ta có chút trái ngược với các nhà tài phiệt.
Andrew Jackson, một ông già 62 tuổi, không có bằng cấp đại học, đã chiến thắng trước tổng thống đang tại nhiệm là John Adams và trở thành tổng thống thứ bảy của Hoa Kỳ. Jackson nổi tiếng là cố chấp và tàn bạo. Ông đã kêu gọi một cuộc điều tra về các chính sách và chương trình chính trị của ngân hàng ngay khi ông định cư tại Nhà Trắng vào năm 1829. Tổng thống Jackson đã liệt kê một loạt những điều mà ông không thích về ngân hàng trung ương thứ hai, và điều mà ông nhắc đến nhiều nhất đó là bản chất riêng tư của tổ chức này. Hoàn toàn bất ổn khi một ngân hàng trung ương quốc gia được điều hành bởi các cổ đông tư nhân, và đặc biệt cổ đông là tài phiệt nước ngoài. Jackson nhận ra vai trò quan trọng của ngân hàng trung ương trong nền kinh tế Hoa Kỳ, nhưng sự mất lòng tin vào các ngân hàng nói chung khiến ông tin rằng ngân hàng này nắm giữ quá nhiều quyền lực và có thể sử dụng nó để hủy hoại nền kinh tế Hoa Kỳ bất cứ lúc nào. Đối với Jackson, các nhà tài phiệt chẳng khác gì những con rắn độc nhân danh chúa. Ông thừa biết chừng nào ngân hàng tư nhân còn kiểm soát nguồn cung tiền tệ thì chừng đó đất nước sẽ bị ngập lặn trong biển nợ. Đơn giản vì chính phủ không kiểm soát được nguồn cung tiền tệ và phải vay mượn từ bên ngoài để chi tiêu, nên khoản thuế của người dân sẽ là doanh thu mà chính phủ dùng để chi trả khoản vay đó. Các nhà tài phiệt, họ coi trọng lợi ích cá nhân hơn là sự tự do vĩnh viễn của nhân dân. Họ hoạt động khắp mọi nơi, mua chuộc cử tri và các nhà lập pháp. Đồng thời, với sức ảnh hưởng đó, họ có thể bịt miệng cà phê đối lập, thậm chí sửa đổi cả hiến chương, điều mà Jackson coi như là đòn chí mạng đối với quyền tự do của con người. Một nhiệm kỳ tổng thống là 4 năm. Sau 3 năm tại nhiệm, năm 1832, Jackson tham gia tranh cử nhiệm kỳ thứ hai với một góc nhìn không mấy thiện cảm về ngân hàng trung ương. Nếu ông thắng cử, thì chắc chắn ngân hàng trung ương thứ hai sẽ kết thúc hoạt động vào năm 1836. Gừng càng già thì càng cay, quan điểm của ông được thể hiện rõ trong khẩu hiệu tranh cử: có Jackson thì không có ngân hàng. Để tránh tình trạng đêm dài lắm mộng, ngay trước thềm bầu cử diễn ra, ban lãnh đạo ngân hàng trung ương thứ hai đã tìm đủ mọi cách để kéo dài đề án kinh doanh của ngân hàng. Tháng 6, dự luật gia hạn ngân hàng vừa qua được nghị viện, chuyển đến hạ viện vào tháng 7. Và khi dự luật nằm trên bàn tổng thống phủ quyết, Jackson gây sốc cho giới chính trị bằng việc phủ quyết đề án kéo dài hoạt động kinh doanh của ngân hàng trung ương thứ hai. Với tư duy triết học và xã hội học của một nhà lãnh đạo, thông điệp phủ quyết dài 8.100 từ của tổng thống Jackson nêu thẳng ra lý do tại sao dự luật ngân hàng không nên được gia hạn và chỉ ra các vấn đề âm ỉ trong xã hội Hoa Kỳ. Nicholas Biddle, thông minh, kiêu ngạo, theo kiểu chủ nghĩa tinh hoa, ông được gửi vào Đại học Pennsylvania chỉ khi mới 10 tuổi. Lúc này, ông đang giữ chức giám đốc ngân hàng trung ương thứ hai, nhận thấy tình hình bất lợi khi Jackson phủ quyết đề án. Ông lập tức trao $50,000 cho quỹ tranh cử của Henry Clay, đối thủ của Jackson. Hơn nữa, hầu hết các tờ báo và biên tập viên báo chí thời này đã vay rất nhiều tiền từ ngân hàng trung ương thứ hai, và hiển nhiên, nếu muốn có vốn để viết, thì các tờ báo phải thách thức ranh giới đạo đức của họ, và họ đã lên án Jackson không thương tiếc. Jackson có một câu nói khá nổi tiếng vào khoảng thời gian này, đó là: ngân hàng đang cố giết chết tôi, nhưng tôi sẽ giết chết nó. Trong mắt các nhà tài phiệt, Jackson chẳng khác gì một lão già cố chấp. Và lão già đó đã giành chiến thắng với số phiếu áp đảo. Chiến thắng vang dội của Jackson đại diện cho sự ý nhiệm lớn của công chúng. Người dân biết rõ, giữa Jackson và Clay, ai mới là kẻ đầy tớ phục vụ vì lợi ích lâu dài cho xã hội Hoa Kỳ. Tuy còn 3 năm nữa mới hết kỳ hạn kinh doanh của ngân hàng trung ương thứ hai, nhưng năm 1833, Jackson đã rút toàn bộ tiền gửi liên bang khỏi ngân hàng trung ương thứ hai và gửi nó vào các ngân hàng tiểu bang, mục đích để làm suy yếu tổ chức tài chính này. Hành động của Jackson rõ ràng đụng đến chân cơm của các nhà tài phiệt quốc tế, và Mỹ, cũng như Jackson, phải trả giá cho hành động của mình. Tại thời điểm này, Mỹ đang nắm chìm trong bong bóng tín dụng, rất nhiều doanh nghiệp vay tiền để mở rộng hoạt động kinh doanh, và thặng dư sản xuất cũng tăng theo từ đó. Mỹ trở thành một nơi hấp dẫn để đầu tư khi các nhà đầu tư nước ngoài bơm tiền vàng và bạc vào nước này, và điều đó cho phép các ngân hàng tăng nguồn cung tiền giấy đang lưu hành. Mỹ lúc này đang dùng vàng và bạc bảo chứng cho tiền giấy. Bạn còn nhớ đến thời Kim Hoàng không? Ông đã cho in khống tiền biên nhận mà không có số vàng đảm bảo, và các ngân hàng ở Mỹ tại thời điểm này cũng vậy. Họ đã tạo khống tiền giấy mà không có số vàng đảm bảo. Ngành ngân hàng như là một mỏ vàng cho giới thượng lưu, đến nỗi số lượng ngân hàng được nhà nước cấp phép tăng từ 329 năm 1830 lên 713 chỉ 6 năm sau đó. Lượng tiền lưu thông lớn cho phép hoạt động đầu cơ đất đai diễn ra sôi nổi. Cả thị trường của Mỹ lúc này như một quả bong bóng phình to được bơm bởi tín dụng, đang đợi để được chích nổ. Ngày 30 tháng 1 năm 1835, Tổng thống Jackson có chuyến đi đến tham dự tang lễ của một nghị sĩ quốc hội. Ông không hề hay biết rằng mình đang bị theo dõi. Với hai khẩu súng được lắp đầy đạn giấu kín trong tay áo, Richard Lawrence lén theo tổng thống. Hắn nấp vào một vị trí thuận lợi, nơi hắn biết chắc chắn tổng thống sẽ đi qua, và nhẫn nại theo dõi nhất cử nhất động của ông. Khi tổng thống bước vào tầm ngắm, không chút chần chừ, hắn xông ra từ phía sau cột, chỉ thẳng súng vào Jackson và báo cò. Theo phản xạ, ông đưa tay lên đỡ, nhưng rất may là viên đạn đã bị lép nên tổng thống không bị thương. Bất ngờ, hắn rút ra khẩu súng thứ hai và báo cò, nhưng vận may vẫn đứng về phía Jackson, viên đạn vẫn tiếp tục bị lép. Jackson là tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ bị ám sát và may mắn thoát chết. Sát thủ Lawrence bị bắt ngay lập tức. Khi trả lời trong phiên tòa xét xử, Lawrence luôn nói ra những câu nói vô tri, và chỉ sau 5 phút tra hỏi, tòa tuyên án gã bị mắc bệnh tâm thần. Cá nhân Jackson luôn tin rằng do bất mãn về việc không gia hạn điều lệ nên các phe đối lập đã thuê Lawrence ám sát ông.
Cũng trong khoảng thời gian này, các ngân hàng châu Âu, đặc biệt là ngân hàng Anh do dòng họ Rothschild nắm quyền kiểm soát, đã rút lại việc cho vay và yêu cầu thanh toán thương mại phải được thực hiện bằng tiền cứng, tức vàng và bạc. Các thương gia buộc phải rút hàng triệu đô la vàng bạc để đáp ứng yêu cầu của Vương quốc Anh. Thiếu hụt một lượng vàng bạc lớn, không đủ để đáp ứng nhu cầu rút vàng của người dân, đã tạo ra một cuộc khủng hoảng toàn diện. Thế là ngân hàng bị gắn cho một cái mác lừa đảo và áp bức do không còn vàng để mua lại những tờ tiền biên nhận đã ghi khống trước đó, và nó cũng là nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng năm 1837, có đến 343 ngân hàng lần lượt tuyên bố phá sản. Doanh nghiệp vì thiếu nguồn tín dụng của ngân hàng nên buộc phải sa thải nhân viên, đặc biệt là các doanh nghiệp ngành bông. Về phía ngân hàng thứ hai, vì không được gia hạn nên đã trở thành một công ty tư nhân vào năm 1836 và bị giải thể vào năm 1841. Nhìn vào ngân hàng thứ hai, có thể thấy rõ sự quyết tâm của Jackson trong việc bảo vệ sự tự do vĩnh viễn của nhân dân khỏi các tập đoàn cho vay nặng lãi. Ông là vị tổng thống đầu tiên của nước Mỹ đã sạch nợ quốc gia và tạo ra khoản thặng dư 45 triệu đô. Những ngày cuối trên giường bệnh ở tuổi 78, khi được hỏi thành tựu vĩ đại nhất trong quá trình làm tổng thống của ông là gì, Jackson chỉ trả lời ngắn gọn: "Tôi đã giết chết ngân hàng." Abraham Lincoln, một vị tổng thống vĩ đại của nước Mỹ. Ông là một người biết nói đạo đức và biết cách làm đạo đức. Ngày ông còn là ứng cử viên của đảng Cộng Hòa, ông đã cho mọi người thấy mối quan tâm của ông về chế độ nô lệ ở các tiểu bang miền Nam. Sau khi đắc cử tổng thống năm 1860, trong các bài phát biểu của mình, ông nói: "Chính phủ Mỹ không thể nào tồn tại nếu một nửa nô lệ, một nửa tự do, và ông sẽ xóa bỏ chế độ nô lệ này." Những phát ngôn của Lincoln đã khiến các tiểu bang miền Nam ra sức phản đối. Ngay sau đó, 11 tiểu bang đã tuyên bố ly khai. Nền kinh tế miền Nam chủ yếu dựa vào nông nghiệp và nô lệ là người châu Phi làm hầu hết các công việc trên ruộng điền. Mặt khác, nền kinh tế miền Bắc phụ thuộc nhiều hơn vào sản xuất, và nếu như phế bỏ chế độ nô lệ thì các chủ trang trại miền Nam buộc phải trả công cho những người nô lệ theo giá thị trường công lao động của những người da trắng. Rõ ràng trong bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ có viết: "Tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng, tạo hóa ban cho họ những quyền bất khả xâm phạm, trong những quyền ấy có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc." Nhưng sau khi thoát khỏi sự kiềm hãm của đế quốc Anh, Mỹ, cụ thể là miền Nam, vẫn sử dụng nô lệ là người da đen nhập khẩu, và dĩ nhiên thấy được điều phi lý mà các tiền nhiệm chưa giải quyết, Lincoln biết rõ ông phải làm điều gì đó để thay đổi. Sự xung đột trong hệ tư tưởng giữa miền Bắc và miền Nam ta đã thấy rõ, và khi những cái tôi vị kỷ không thể dung hòa thì vũ lực luôn là sự lựa chọn cuối cùng. Cuộc nội chiến Hoa Kỳ là một lẽ tất yếu cho sự xung đột tư tưởng đó. Nó diễn ra trong 4 năm ròng rã. Với sự hỗ trợ của đồng minh Nga, miền Bắc đã chiến thắng và thống nhất đất nước, nhưng cũng chính vì cuộc chiến đó đã rút ngắn đi tuổi đời của Lincoln. Khi cuộc nội chiến kết thúc, gánh nặng trên vai vị tổng thống dường như đã vơi bớt hơn một nửa. Lincoln đã tự thưởng cho bản thân bằng một vé đi xem hài kịch ở nhà hát Ford, và tại đây ông đã bị ám sát. Hung thủ sát hại ông là một diễn viên được cho là đẹp nhất nước Mỹ, John Wood. Động lực thúc đẩy Wood ám sát tổng thống là vì gã ủng hộ chế độ nô lệ ở miền Nam. Nhưng sau khi thấy miền Bắc giành thắng lợi, không cứu vãn được nữa, gã và đồng mưu thiết lập kế hoạch thủ tiêu Lincoln với hy vọng sẽ khiến chính phủ Hoa Kỳ rơi vào tình trạng hỗn loạn. Về việc thủ tiêu Lincoln, lý lẽ của Wood dường như là một vỏ bọc hoàn hảo cho việc bị tra hỏi. Nhưng theo thời gian, có một góc nhìn mới mẻ hơn về nguyên nhân cho sự ra đi của Lincoln, đó là xung đột trong quyền phát hành tiền tệ. Khoảng thời gian kể từ khi lọt lòng đến khi Lincoln vào Nhà Trắng, cải cách tiền tệ được xem là một nghĩa vụ thiêng liêng và là chủ đề quan trọng nhất trong chính trị Hoa Kỳ. Ở tuổi 21 khi mới bắt đầu sự nghiệp chính trị, Lincoln đã chứng tỏ rằng trí tuệ của ông đã nắm bắt được những vấn đề cơ bản liên quan đến cải cách tiền tệ. Cá nhân ông biết rằng, bằng cách thực hiện đặc quyền của mình trong việc tạo ra và phát hành tiền, chính phủ không cần phải vay tiền được in bởi ngân hàng của một hệ thống tiền tệ tư nhân với lãi suất cắt cổ. Lincoln phê phán ngân hàng trung ương thứ nhất và thứ hai. Quan điểm của ông rất giống Jefferson và Andrew Jackson, bảo vệ nền dân chủ khỏi những tập đoàn cho vay nặng lãi. Sự kết thúc của ngân hàng trung ương thứ hai đánh dấu một chương mới cho ngành ngân hàng ở Hoa Kỳ. Tuy là chương mới, nhưng thời kỳ ngân hàng tự do cực kỳ hỗn loạn. Bất cứ ai đáp ứng được các yêu cầu tối thiểu của chính phủ, họ có thể thành lập ngân hàng để kinh doanh và kiếm lợi nhuận. Đó là lý do tại sao số lượng ngân hàng tăng từ 712 năm 1837 lên 1600 năm 1860. Mỗi một ngân hàng được phép in và cho lưu thông đồng tiền riêng của họ đã dẫn đến sự phức tạp trong hệ thống tiền tệ. Do thiếu vắng đi sự giám sát của ngân hàng trung ương, cộng với việc nhà nước quản lý yếu kém, các ngân hàng có xu hướng phát hành tiền biên nhận vượt quá khả năng mua lại của họ, dẫn đến tình trạng rút vốn và phá sản, và tiền giấy của ngân hàng phá sản có thể trở nên vô giá trị, gây thiệt hại cho người nắm giữ. Do hệ thống kinh tế vẫn còn quá nhiều nhược điểm, nên thời điểm mà nội chiến bắt đầu, chính phủ Lincoln phải tính toán ngân sách rất cẩn thận. Có hai cách để chính phủ Lincoln tăng doanh thu, đó là tăng thuế và phát hành trái phiếu chính phủ thông qua kho bạc. Thuế đã tăng nhưng không đủ, gõ cửa từng nhà được khuyên những người dân hãy thể hiện lòng yêu nước bằng cách mua trái phiếu cũng không thấm vào đâu. Trong thời chiến, việc sử dụng tiền bản bị vàng để tài trợ cho chiến tranh là điều nên được thay đổi, vì nó không có tính linh động khi mà chính phủ cần một lượng tiền lớn. Thách thức giữa cho quân đội được trả lương và cung cấp lương thực đã trở thành một cuộc khủng hoảng sánh ngang với những thách thức quân sự trên chiến trường. Lincoln cần tiền để giành chiến thắng, vì vậy ông cùng với Bộ trưởng Tài chính Simon P. Chase đã tới New York để tìm kiếm các khoản vay từ các chủ ngân hàng. Nhưng vì muốn Lincoln thất bại, họ đã đưa ra mức lãi suất cao ngất ngưỡng 36%
Lincoln từ chối và chán nản trở về Washington. Với mức lãi suất cao như vậy, rõ ràng các chủ ngân hàng muốn đẩy chính phủ Mỹ vào cảnh phá sản hoàn toàn và người dân sẽ không bao giờ có thể hoàn trả khoản nợ nghìn tỷ này. Lúc này, Dick Taylor, một người bạn cũ của ông ở Chicago, đề xuất cho Lincoln một ý tưởng, đó là chính phủ tự phát hành tiền tệ. Và tiền xanh Lincoln đã ra đời trong bối cảnh dầu sôi lửa bỏng như thế, là tiền pháp định được in bởi kho bạc, cũng giống như đồng tiền trong túi chúng ta hiện nay, đó là nó không được hỗ trợ bởi bất cứ thứ gì ngoài niềm tin của người dân và quyền lực của chính phủ. Nhờ có tiền xanh Lincoln mà chính phủ đã khắc phục được tình trạng thiếu hụt tiền tệ nghiêm trọng, đặt nền móng cho việc chiến thắng trước phe miền Nam. Trong 4 năm nội chiến, tổng cộng chính phủ Lincoln đã cho in 3 đợt, mỗi đợt 150 triệu đô tiền xanh. Điều đáng lưu ý là sau nội chiến, tiền xanh Lincoln không hề gây ra siêu lạm phát, nó chỉ mất giá 60%. Chính quyền miền Nam cũng cho in đồng bạc xám, nhưng đã gây ra lạm phát phi mã và mất giá lên đến 9.000%. Việc phát hành tiền xanh để tài trợ cho chiến tranh lại một lần nữa đã đụng đến chân cơm của các ngân hàng. Các chủ ngân hàng thời này họ rất ưu ái bản vị vàng, vì chỉ cần đầu cơ tích trữ thật nhiều vàng thì khả năng cung cấp tín dụng của ngân hàng đó sẽ cao hơn những ngân hàng khác và chiếm lấy lợi thế cạnh tranh. Tiền xanh Lincoln đã ngăn cản điều đó. Nếu như mọi chính phủ đều không cần vay tiền từ ngân hàng mà thản nhiên tự phát hành tiền tệ, thì nguồn thu lớn nhất của họ chẳng phải mất đi rồi sao? Tồi tệ hơn là nếu chính phủ Lincoln hợp pháp hóa và thống nhất sử dụng đồng tiền xanh để làm phương tiện trao đổi, thì giấc mơ kiểm soát nền tài chính nước Mỹ của các nhà tài phiệt coi như tiêu tan. Với họ, đây là tình huống cấp bách cần được giải quyết và các nhà tài phiệt đã bày ra một thế cờ hòng thay đổi cục diện. Năm 1863, khi cuộc nội chiến đến hồi quyết định, Lincoln cần nhiều tiền xanh hơn nữa để đưa cuộc chiến đến thắng lợi. Để được trao cho quyền phát hành tiền xanh lần thứ ba, Lincoln đành phải dùng đến khổ nhục kế. Ông buộc phải cúi đầu trước thế lực ngân hàng trong quốc hội, đặt bút ký pháp lệnh ngân hàng quốc gia. Pháp lệnh này tạo ra một hệ thống ngân hàng quốc gia thống nhất. Mỗi ngân hàng vẫn được phép tạo ra đồng tiền của chính mình và trên mỗi tờ tiền đều có dòng chữ tiền tệ quốc gia. Do là hệ thống tiền tệ thống nhất nên các ngân hàng khác bang vẫn có thể nắm giữ tiền tệ của nhau. Điểm mấu chốt ở đây là chính sách cho phép sử dụng trái phiếu chính phủ làm dự trữ cho việc phát hành tiền tệ quốc gia thay vì là vàng. Nếu muốn phát hành tiền, đồng nghĩa với việc chính phủ phải phát hành trái phiếu, mà trái phiếu là một dạng nợ của chính phủ, cho nên nợ quốc gia sẽ tăng, còn công sức lao động trong tương lai của người dân sẽ bị đem ra làm tài sản thế chấp. Nước đi này của các nhà tài phiệt nhằm đưa chính phủ và người dân Mỹ vào cái bẫy mắc nợ vĩnh viễn. Nếu chính phủ trả hết nợ, đồng nghĩa với việc phá hủy sự lưu thông của tiền tệ. Xuyên suốt trong lịch sử, bất cứ hệ thống nào khi đưa vào thực tế thì luôn tồn tại ở nó những điểm yếu nhất định, và điểm yếu lớn nhất của hệ thống ngân hàng này đó chính là sự tồn tại của Lincoln. Lincoln không phải không biết đến cái bẫy đó, mà dự tính rằng sau khi thắng cử ở nhiệm kỳ kế tiếp năm 1865, ông sẽ phá bỏ pháp lệnh ngân hàng quốc gia. Tuy nhiên, chỉ 2 ngày sau khi trúng cử, Lincoln đã bị ám sát. Người bảo vệ của đồng bạc xanh đã gục ngã. Các thế lực tài chính trong quốc hội thừa thắng xông lên. Với quyền lực có trong tay, họ dần loại bỏ đồng bạc xanh ra khỏi hệ thống lưu thông tiền tệ. Bằng chứng là đạo luật khôi phục thanh toán bằng kim loại. Đạo luật này quy định rằng trong 4 năm, kho bạc sẽ rút toàn bộ đồng bạc xanh ra khỏi lưu thông và bù lại cho người dân bằng một lượng tiền xu vàng tương ứng. Nỗ lực này nhằm loại bỏ tiền pháp định và hồi sinh bản vị vàng, với cái mác là bản vị vàng giúp ổn định hệ thống thanh toán, khôi phục niềm tin vào hệ thống tiền tệ của Mỹ sau thời chiến. Đối với một đất nước vừa thoát khỏi chiến tranh, công nghiệp đang phát triển, dân số nhập cư tăng nhanh, sức mua cao và hàng hóa đa dạng, thì việc bóp nghẹt nguồn cung tiền bằng cách thiết lập bản vị vàng thực sự là một tội ác. Thật đúng như Otto von Bismarck nói, cái chết của Lincoln là sự tổn thất nghiêm trọng cho giới Cơ Đốc giáo. Nước Mỹ có thể không còn ai đi lại trên con đường vĩ đại của ông. Các ngân hàng sẽ lại một lần nữa khống chế mọi của cải vật chất. Tôi lo rằng các ngân hàng nước ngoài, với các thủ đoạn cao siêu và tàn bạo, sẽ giành lấy sự giàu có của nước Mỹ, sau đó dùng nó để hủy hoại nền văn minh hiện đại này một cách có hệ thống.